Hello mọi người nha. Chào mọi người đến với video tiếp theo của mình nha mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục dẫn mọi người đi câu cá nha mọi người. Địa điểm hôm nay thì vẫn chỗ cũ nha mọi người. Hôm nay thì vẫn tiếp tục câu tại sông quê. Hôm qua thì mình câu phía bên đó đó mọi người, bạch đằng bên đó đó mọi người. Nhưng mà lục bình nó trôi qua bên kia quá nhiều luôn, cho nên hôm nay mình tản cư qua đây mọi người ơi. Đó, đây là cái bãi của mình câu nè mọi người. Hiện tại thì mình xuống được 3 cây nha mọi người. Đó, 3 cây câu máy nè. Hôm nay thì chủ yếu là săn cái dầu đếm mọi người ơi. Hy vọng là hôm nay sẽ lên đếm rồi mọi người. Đây, 3 cần câu máy mình vừa mới quăng xong nè mọi người. Và một cái cần câu tay mọi người. Cần câu tay này chủ yếu là câu cá rô nha mọi người. Ở đây thì cá rô rất là nhiều luôn. Càng mọi người, càng kéo kìa. Kéo. Kéo hỏi. Trời ơi. Sức không xảy mọi người ơi. Cá rô gì rồi. Càng mọi người. Nè, giật nè. Kéo tút vô trong luôn như má. Nè, lên nè. Nè. Anh lên. Lên hàng. Một em cá rô. Ok nha mọi người. Một em. Sớm giờ quá giật luôn dính. Đây là em đầu tiên nha. Ý, em đầu tiên. Đẹp chưa? Xuống. Nó găng kìa. Nhịp. Lên. Trời ơi, không rồi. Trời. Cái gì? Cái chòi hả? Cái chòi mọi người. Đó, hết hồn không? Sao bắt chợ? Vô rồi. Để dính cái chòi nữa nè mọi người. Để dính cái chòi nè mọi người. Đó, hết biết cái chòi đẹp không? Ồ, ngon lạnh. Dễ chứ đợi anh cứu. Ê, chị nghĩ gì vậy mà? Mày hả mày? Ý, một em cá trôi. Đó, nó ăn đó mọi người, ăn nè. Mạnh lên. Rồi dính rồi. Lên. Trời ơi, lụm rồi, con dính rồi. Lại cá trôi nữa. Vô rồi, cá trôi nữa đã. Rồi. Lên hàng nha cu. Bữa nay là ngày đại hội cá trôi gì trời. Cái mày dính. Con hổ cái mày dính mạnh kia luôn. Cái mày dính mọi người ơi. Trời trời dính mát nhỏ xíu vậy. Ồ, cái mày dính cho bá lửa luôn trời. Vô rồi. Mày hả mày? Tổng cái ông Vinh nè. Mới dục xuống là quất liền luôn. Ý, cá bị Vinh tao báo luôn nha mọi người. Mẹ, hết hổng cá bị Vinh không? Lên. Vô gọng. Xuống. Ồ, bộ môn này dục có bộ phê à. Đó. Vinh nè. Lên hẹn. Rồi, trôi kìa. Trời, cái vô con. Cái này nhỏ quá thả luôn rồi. Để lớn bắt nó. Trời, nó không đi luôn. Nó. Căng mọi người, căng kìa. Giờ nó kéo kìa. Lên. Cái này ngon nghe. Cái chân nhỏ không ta? Một cái trôi. Đâu ý, đừng phóng canh. Xíu nó xảy rồi. Đem đi lại.
lên hàng mọi người ơi, cái nhỏ xíu mà kéo cái gì ơi. Rồi cái này chín nè. Nút hả mày? Rồi cái rô hàng chi nãy giờ ghẻ không? Cái rô này là cái rô mini. Cái rô này đem về chiên tư ăn cũng ngon nè. Cái dầu lúc nãy ra ngấp thử quá luôn. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Nè nè, nhịp cái nó máy. Nhịp. Rồi 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 rồi. Trời ơi, biết lắm. Biết cái trời lắm. Cái trời nè mọi người. Đó, đó, đó. Chạy đi cu. Đó. Chạy. Chết luôn rồi. Rồi xong một nụ dây luôn rồi. Biết cái trời lắm rồi. Lên hàng. Nè, ăn nè. Nó đang nhịp cho mọi người. Nó nè 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 lấp. Lên. Mày hả cái gô. Mày hả. Một ăn cái gô nha mọi người. Cá gô. Rồi rồi. Cá trôi ăn mọi người ơi, cá trôi ăn à. Cá trôi ăn rồi. Mày Vinh. Vô 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 mọi người ơi. Đó mày Vinh nè. Mày Vinh hả mày Vinh. Về với đội của anh. Mày Vinh nè mọi người. Còn mày Vinh không? Dính bành kia luôn mọi người ơi. Nè dính này dính mọi người, dính này dính nè, cứ gom à. Dính này dính này. Hấp. Rồi, lên cá trôi mọi người ơi. Dính nữa hả? Trời trời trời. Cá quá trời lạng rồi. Ngon quá ha. Quá trời lạng rồi. Dính lúc nào đây? Dính lúc trên, tao mình lên luôn. Đậu cọc luôn. Rồi, lên hàng đó mọi người ơi, thêm một em cá trôi nữa nha. Quá trời nó vàng luôn nè. Cái này cái gì vậy? Cái này cá trôi. Ngon quá ha. Đó, vàng nghệ luôn. Ta đợi mày từ sớm tới giờ. Có cá bự cái trôi này dính mép trên là khỏi sảy. Mọi em cái cho nha mọi người. Rồi, vô. Nè nè nè, lụm nè, cá trôi nữa nè. Nè rồi xong cá trôi nữa. Thì tôi dính có. Mạnh lên. Tiêu bà ba. Nó nó, cái mạnh là mạnh liền thấy không? Nè nè nè. Kéo. Nè rồi cái này nè, lụm nè, lụm nè. Nè 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 nè. Nè mà là ừ đúng rồi 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 lên trời ơi cái gô kêu lên là lên liền không kêu lên là lên liền hả. Hello mọi người nghe lên cái gô mọi người ơi, sớm giờ mới thấy cái gô toàn là lên cái mày Vinh không à, với cái trôi không à. Hiểu mày lên tôi thấy đi lên vô á. Vậy vũ vũ thôi đó à. Hả? Vũ cái xuống. Cái xuống. Hiểu ha. Đây nói Thánh ơi. Rồi vũ xa xa đó cá nè, cá.
giật hả mày? Ấy nãy giờ mày nãy giờ tao sợ mày quỷ. Tụi bay nãy giờ tao bay ghĩa phải không? Cái này nãy giờ ghĩa nè mọi người ơi. Rồi đem mày về. Mới câu không? Không. Chưa biết. Mua được miếng nào chưa? Chỉ tao mua. Rồi chỉ được miếng nào chưa? Chỉ gọi nhưng mà ở thành phố người ta chịu quê, người ta nói tại còn nó bụng lắm. Nè lấm nè, lấm nè, lấm nè. Bự mạnh lên rồi, xong rồi. Lên phòng. Thì tay giống dính mày. Trời trời nó kéo như điên nhưng mà không dính trời. Giỡn rồi, giỡn với anh cái mấy đứa. Để móc cục mồi nhỏ lại chút xíu nè. Con cá bự nó nghĩ đó. Ăn đi. Mạnh lên, mạnh lên, ừ đúng rồi, mạnh lên. Cái nữa. Mất tiêu. Rồi lắm rồi, lắm rồi. Cái mày Vinh. Lên mày Vinh mọi người ơi. Sớm giờ đỡ mày. Lên luôn. Nó lên hàng nha, mày hả bự. Mày Vinh nè mọi người, nãy giờ. Nãy giờ im gu lâu quá giờ ăn lỡ rồi. Đừng nói ăn lơ hết nội luôn nha. Nè lên rồi. Lên. Lên kỳ luôn. Hello mọi người nghe. Sớm giờ thì ba cây cần máy này con không dính được con nào luôn mọi người. Được dính được có con cái giòn nhỏ xíu à. Sáng giờ chủ yếu là câu cần tay mọi người. Thì thành quả ngày hôm nay của mình nè mọi người. Nó nguyên một gọng cá luôn. Ui, quá nhiều luôn. Đó. Để mình quay trực tiếp cho mọi người xem nha. Hôm nay thì dính được chủ yếu là cá trôi mọi người. Nè cá trôi nè. Cá trôi với cái mày Vinh. Quá trời luôn nè mọi người. Đây là thành quả ngày hôm nay mọi người. Một em cá trôi. Một em mày Vinh cho bả lửa luôn. Hai em cá trôi. Quá trời cá luôn ơi. Hello mọi người nha, hiện tại thì bây giờ trời gần 90 tới mọi người. Sáng giờ thì câu cũng được nhiêu cá đây nè mọi người. Đó, cá mà thành quả của mình ngày hôm nay nha mọi người. Một đống cá luôn. Này thì chủ yếu là câu cần câu tay mọi người. Cần câu tay thôi nó dính như đây nè. Đó. Đây là 1, 2, 3, 4. 4 em cá trôi mọi người. Cá này kêu là cá trôi nè mọi người. Đó, cá này là người ta kêu là cá trôi nè nha. Còn đây là một em mèo Vinh. Cá này cá mèo Vinh quá trời bự luôn nè. Hết không có mình Vinh không. Rồi ok mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Mọi người xem video của mình thấy hay thì like, đăng ký, ủng hộ kênh mình nha mọi người. Rồi ok tạm biệt mọi người nha.